Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng theo dõi các bác thợ của chúng ta đang tiến hành lắp ráp cái bánh dẫn hướng cho con Komatsu PC200-6 này. Thì hiện tại con Komatsu 200-6 này hôm bữa trước nó bị hỏng cái phớt chắn mỡ tăng xích và cái phần ti của cái cây tăng xích này nó bị rỗ bị xước hết rồi, nên là phải mang đi mạng. Sau một thời gian họ mang về, họ mạng, họ thay phớt pheo các kiểu xong xuôi rồi thì buổi hôm nay các bác ấy đang tiến hành lắp cái phần lò xo và bánh dẫn hướng cho cái phần tăng xích này. Như các con khác ấy các bạn ạ, tùy từng dòng khác nhau. Như con này thì cái phần lò xo, cái ti và cái phần dẫn hướng nó liền cả một khối luôn, vì vậy nên tháo là sẽ tháo nguyên cả một cụm luôn. Nếu như bình thường mà bị hỏng cái phần phớt của cái tăng xích ấy, thì mình có thể tự thay tháo được nếu như có người phụ, nhưng mà con này thì nó phải thay cả cái ti và chế biến lại, nên là phải cần có nhiều người làm. Máy hỗ trợ trong cái việc là nâng lên để đút vào này. Đồ đạc này rất là nặng. Hiện tại con PC200-6 này đang làm tại Vin. Đây là Vin Hưng Yên bạn nha, là Ocean Park 2. Đấy. Ở đây thì thi công rất là nhiều máy, cực kỳ rộng luôn. Ocean Park 2. Đây, kế bên này là con PC220 8 này. Đấy, con này thì hôm nay đậu nghỉ, đậu một góc này rất là đẹp. Ở đây rất là nhiều máy, đằng kia cầu tháp cầu thiết đang được xây dựng này. Đấy, ở đây thì các bác chúng ta đang tiến hành là lắp phần bánh dẫn hướng với phần xích xếp chuẩn bị vào đây. Công trình rất là lớn. Ngoài kia thì xe bồn bê tông này, bốn bê tông đang tiến hành đổ móng đổ miếng này. Con này thì chắc hôm nay không có việc nên đang đậu một mình nó một góc ở đây. Ở đây thì có hai con đang làm. Cả công trình này rất là nhiều máy chạy dài tận phía xa xa kia. Cái phớt chắn xích này rất là quan trọng nha. Nếu như mà hỏng cái phớt tăng xích này mà chúng ta mà không thay tháo đi ấy, thì lúc nào nó cũng bị trùng xích. Bị trúng xích như vậy thì rất là dễ tuột. Mà đi làm việc ở trong những cái khu Ocean Park này toàn bộ là đất lầy, đất lún, nếu mà chẳng may tuột xích vào những cái xích đấy thì hơi bị căng thẳng đấy. Đấy, ép này, đường gầu ép này, bên trong kia là quá nhiều đất. Thank you.
lắp chốt xích dễ dàng, nhẹ nhàng, 30 giây là xong. Chắc cái này không phải hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.